Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip quay lại cái quá trình lắp đặt năng lượng nhà mặt trời ở nhà mình ha. Sau khi lên lớp tìm tòi nghiên cứu các group năng lượng mặt trời và tư vấn của bạn mình nữa, thì sau một năm mình quyết định lắp năng lượng mặt trời này cho nhà mình. Thứ nhất là để tiết kiệm, thứ hai là dùng cho thoải mái ha. Mình dùng hệ 6 kW nên mình mua cái con Lux Power 6 kW SNA này giá tốt, chưa kể là nó có thể hỗ trợ lên đến 8 kW ha. Mình dùng 14 tấm Longi 580W. Nghe bảo là cái tấm này nó chống bụi bẩn, công nghệ mới nhất của Longi. Còn đây là cái pin lưu trữ của mình, người ta đóng trong cái thùng gỗ như thế này và cực kỳ nặng nha mấy bạn, này khoảng 120 kg. Đây là cái pin lưu trữ của mình 14 kW để dùng cho buổi tối, cực kỳ chắc chắn và nặng nhé. Bây giờ mấy anh thợ sắt đang lắp khung và hàn khung để gắn tấm pin năng lượng mặt trời lên phía trên. Nhà mình thì xài mỗi tháng khoảng hơn 2 triệu nên mình mới nghiên cứu cái hệ thống năng lượng mặt trời này để lắp cho nhà mình, chứ giờ tiền điện nhiều quá nên mình lại xài hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ luôn để xài được cho buổi tối. 14 kg điện xài được buổi tối, còn ban ngày thì xài thoải mái nếu mà nắng đẹp. Còn các bạn tùy theo các bạn dùng hàng tháng như thế nào thì sẽ có cái hệ thống khác nha. Bây giờ thì khung sắt là gần hoàn thiện rồi. Nhìn khung rất là chắc chắn ha. Bây giờ là mấy anh thợ đang gắn tấm pin mặt trời lên khung sắt. Mấy tấm pin này là cực kỳ nặng nha mấy bạn, khoảng 20-30 kg, phải là ấy dây lên, tại vì nhà mình một trệt 2 lầu đưa lên tầng thượng rất là cao, phải kéo dây lên rất là nặng. Nhà mình trước giờ thì hết xài xăng hoặc là ga rồi nên nhà mình toàn xài điện thôi nên mới lắp cái hệ thống năng lượng mặt trời này. Ban ngày thì mình nếu mà nắng đẹp thì xài được 3 cái máy lạnh nhé, nhà mình đang xài 3 cái máy lạnh. Còn buổi tối thì có pin thì xài như bình thường. Bây giờ là máy ảnh đã gắn xong cái tấm pin mặt trời rồi. Ở đằng trước máy nhà mình gắn được 2 cái, nhưng mà trong quá trình bê lên thì máy ảnh làm vỡ mất một cái nên phía đó chỉ gắn được có cái thôi. Rồi máy ảnh đã gắn tấm pin mặt trời lên hết rồi, nhìn rất chắc chắn ha. Gắn như vậy thì cái mái nhà của bạn rất là mát, ở phía dưới rất là mát ha, giảm được mấy độ C. Đây là cái tủ điện và cái con biến tần của mình. Mình sử dụng cái con ATS 3 pha luôn cho nó tiện. Đây là hệ thống tổng nhà mình nhé.
và hệ thống chạy rồi nha mấy bạn. Đây, mình cho mấy bạn coi con chuyến tần của mình nó chạy như thế nào. Rồi đây là mình coi trên cái app của Love Power ha. Năng lượng PV thì hôm nay mình thu được 22,4 kW nhé. Còn bên kia là pin xả được 2,9. Còn lấy lưới điện hôm nay khoảng 2,5 kg. Đó, hôm nay các bạn thấy là công suất rất là cao nhé, 6,5 kg lận. Các bạn cứ xài nhiều thì lúc mà trời nắng đẹp á, các bạn cứ xài nhiều thì công suất nó lên cao thôi. Còn bên đây là cái sơ đồ. Bây giờ mình sẽ vào cái app của điện lực EVN Hồ Chí Minh nha. Tại vì mình ở Hồ Chí Minh, còn các bạn ở tỉnh khác thì có thể tải vào cái EVN của tỉnh đó ha. Bây giờ mình sẽ vào tra cứu nè. Mình sẽ coi cái điện năng sử dụng. Bây giờ mình coi tháng trước đi ha, tháng 4 đi. Mình coi trong vòng 1 tháng 4 nhé. Rồi, tháng 4 là mình xài nhiều ha. Tổng là 740 kg nè. Đấy, một ngày xài rất là nhiều nhé. Nè, các bạn có thể coi nè. Một ngày trung bình là cỡ 20 đến 30 kg ha. 20 đến 30 kg điện. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi từ ngày mình lắp nha. Mình lắp là ngày 6 và bắt đầu sử dụng là ngày 7 nè. Mình coi bắt đầu từ ngày 7 nhé. 7 tháng 5 cho đến bây giờ luôn nhé. Giờ là cho đến ngày 5 đi. Rồi, nói chung là cũng gần một tháng là mình sử dụng nè. Mà chỉ có 85 kg thôi. Giảm rất là đáng kể nha mấy bạn. Đây. Đó, xài giảm rất là nhiều. Từ 20 đến 30 kg mà giảm còn ngày khoảng cỡ 3 kg thôi. Đó. Có ngày có không chấm mấy ký thôi nè. Những ngày này là trời âm u, mình không thu được nắng nên phải xài điện lưới, là điện của nhà nước đó. Những ngày này là trời không đẹp. Nói chung là trong vòng một tháng mà mình sử dụng chỉ có 85 kg thì đang là bậc thấp nhất của EVN, thì khoảng cỡ 200.000 thôi. So với 2 triệu giảm đi 10 lần ha, đó là đáng kể. Đây là chi phí mình chi tiêu trong tổng hệ thống của mình. Mình mua con Lux Power 6 kW là 15,4 triệu ha. Cộng tiền vận chuyển nữa 100.000. Tấm pin Longkey 580W là 2,1 triệu một tấm này. 14 tấm là 29,8 triệu. Tiền vận chuyển pin là 320. Tại vì cái kho này cũng gần nhà mình. Mình dùng pin lưu trữ pin SN ha, 280Ah thì quy ra là khoảng 14 kW á. Là 23,5 triệu.
tiền vận chuyển là 785 ngàn. Tủ điện là, tại vì mới đầu là mà tủ điện 280 ngàn đó là mình mua cái tủ nhỏ thì mình mới đầu mình không biết, nên mình chuyển qua mua cái tủ lớn là 401, mình dùng cái ATS 3 pha là 850 ngàn. Mấy cái chống xét này nọ 80 ngàn. Còn chống xét hai, có hai loại chống xét nha các bạn. Rồi cái Atomat và cái cần gạt á, là mình mua 4 cái tổng là 268. Còn dây điện silicon để mình gắn trong cái tủ điện á, là mình mua 8 mét là 360 ngàn. Dây DC để gắn tấm pin, mình mua cũ được loại dây 6 chấm, rất là rẻ, có 10.000 mét thôi. Thì người ta bán hết cho mình 147 mét đó là có 1.380.000 thôi, luôn cả tiền vận chuyển. Đầu MC4 nè, 12.000 bộ, thì mình mua 12 bộ là 144.000. Kẹp chữ U loại 36, 10.000 cái, 48 cái là 480.000. Kẹp biên kẹp giữa mỗi loại 6 cái là 13.000 cái, là tổng hết tất cả là 156.000. Bát chữ Z 18.000 cái, 6 cái là 108. Ống nước 27, tại vì thợ bảo là mua đi đi dây trong ống nước đó, cho nó tốt, cho nó bền, nên mình mua luôn 54.000 ống. Ngoài ra là mua thêm dây điện nữa, mua dây điện thường á là 12 m, thì tổng cộng nước và dây điện là 444.000. Sắt á, khung sắt với cái sơn xịt vào cái mối hàn á là tổng là 4.500.000. Còn dây mạng để kết nối để giao tiếp với cái biến tần và cái cục pin lưu trữ á là 36.000. Công thợ này là luôn cả tiền công thợ thi công và thợ làm sắt luôn nha, là chỉ có 6.500.000 thôi, rất là rẻ. Tổng cộng mà mình làm hết là 86.200.000, 229.000 đó. Mình vừa làm clip lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhà mình như thế nào và mua những cái gì và giá tiền bao nhiêu thì mình đã liệt kê hết cho mấy bạn coi rồi. Đây là giá hiện thời nay nha, mình tự mua hết tất cả những cái này, mình chỉ thuê thợ thôi, tự mua thì rẻ hơn nha mấy bạn. Còn mà người ta làm hết thì làm hết trọn gói thì nó mắc hơn, cái nào cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Mình vừa review xong cái hệ thống năng lượng mặt trời nhà mình. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment vào dưới video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.